Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 8 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn cho mình sản phẩm đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai con Samsung S7 nhé. Tối ngày hôm nay nhà mình về tiếp tục được hai con Samsung S7 này. Đấy. Hai con Samsung S7 này. Đây, hai con Samsung S7. Thì cấu hình con Samsung S7 này thì các bạn cũng đã dành rồi các bạn nhé. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Thì hôm nay nhà mình về được hai con màu bạc các bạn nhé. Đây. Màu bạc đấy ạ. Hình thức là đẹp là trên 90% ạ. Đấy, màu bạc là trên 90%. Màu bạc là trên 90%. Đấy. Hai con này đều là bản 1 SIM các bạn nhá. Hai bản 1 SIM nhá. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Hai con này thì bên mình đang bán các bạn đồng giá với giá là 1.900.000, 1.900.000. Máy Hàn thì các bạn có thể lên được 2 SIM nhá. Đây là máy Hàn, các bạn có thể lên 2 SIM nhá. Các bạn có thể lên được 2 SIM mà. Đấy. Bọn máy Hàn các bạn có thể lên 2 SIM thoải mái nhá. Hai con này máy này thì là còn zin áp suất luôn các bạn nhá. Đây. Hai con này thì là máy còn zin áp suất nên là các bạn về mua về các bạn cứ yên tâm sử dụng. Thao hồ đập phá nào thì đi biển các kiểu ABC được. Nói chung là hỏng thì các bạn phải mua máy mới nhá. Đấy. Nhiều lắm, sướng lắm. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhìn hàng mình là sớm nhất. Hai con này thì bên mình đồng giá cho bạn với giá là 1.900.000. Đây, hai con S7 1.900.000 nhá. Đây, máy màu bạc rất là đẹp ạ. Và bạn nào thích sản phẩm S7 này các bạn liên hệ cho mình, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình và ba là qua địa chỉ trực tiếp cửa hàng nhà mình nhá các bạn nhá. Đấy, và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Các bạn nào tin tưởng bên mình rồi các bạn chỉ chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình, các bạn hãy chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhá. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai con S8 các bạn nhá. Hai con Samsung S8 này. Hôm nay nhà mình về được hai con Samsung S8 ạ. Đấy. Hai con Samsung S8 đây. Hai con Samsung S8. Cấu hình con S8 này thì là RAM, mình sẽ xem lại, RAM mình RAM 4 bộ nhớ 64 hay sao ấy. RAM 4 bộ nhớ 64 các bạn nhỉ. Mình xem lại cho kỹ đã. Đây, hai con S8 này là RAM 4 bộ nhớ 64. Hai con này đều là bản Hàn. Nhưng mà mình đã lên 2 SIM cho các bạn rồi nhỉ. Này. Này, hai con S8 này, đấy. Hai con S8 Hàn. Mình đã lên sẵn 2 SIM cho các bạn rồi. Đấy, nên các bạn cứ yên tâm về sử dụng nhá. Hai con này là bản lên 2 SIM rồi. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Màn hình cong rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Con S8 này thì màn hình là màn cong này. Đấy, màn hình cong tràn viền rất đẹp ạ. Hai con này thì bên mình đồng giá cho bạn với giá là 3.500.000 nhé. Đấy, 3.500.000. Hai con S8 này thì bên mình đang bán với giá là 3.500.000 một con nhé. Hình thức là máy đẹp là 90% nhé. 90% ạ. Đấy. Hai con màu đen bóng ấy. Đấy, lau đi rất đẹp. Con này mà lau đi thì đẹp bóng nhẫy luôn. Mình lau đi bóng nhẫy này. Đấy. Lau đi bóng nhẫy luôn. Đấy. 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 Thanh lý giá các bạn giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy. Ngang với giá màn hình luôn nhé. Đấy. Rất là rẻ. S8. S8 nhỏ nhá. Đấy. Hai con này đều bản là RAM 4 bộ nhớ 64GB. Đấy, bản Hàn đã lên được 2 SIM, bản 2 SIM nhá. Đấy, bản 2 SIM các bạn về mua về chỉ sử dụng thôi. Đây S8. Bên mình đang bán bạn với giá là 3.500.000 một con nhá. 3.500.000 một con ạ, rất là rẻ nhá. 3.500.000 rất là rẻ nhá. Đấy. Màn hình cong dùng rất là phê, rất là sướng ạ, màn hình rất là đẹp ạ. Đây cầm này con này thì nhỏ gọn, nó không to quá mà không nhỏ quá, bạn dùng rất là thích nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhìn hàng mình được sớm nhất nhá. 3.500.000 một con nhé, rất là rẻ. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung, à gì nhỉ, sorry các bạn, là chiếc
LG G7 ạ. Đây LG G7. Tí hôm nay nhà mình vừa mới về được con LG G7 này ạ. Đấy. Hình thức con này là đẹp trên 90% các bạn nhé. LG G7 hình thức là đẹp trên 90%. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con LG G7 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng ạ. Đấy. 3 triệu đồng sản phẩm LG G7. Đấy. LG G7 đấy. Con này còn zin áp suất luôn nhá. Nên các bạn về sử dụng rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn liên hệ mình là sớm nhất ạ. Máy màu bạc titan này dùng rất là phê ạ. Đây máy màu bạc màu titan này ạ. Rất là đẹp nhé. Các bạn loa nghe nhạc thì tuyệt vời thôi. Màn hình con này LG G7 này thì là màn hình độ phân giải của nó là 2K. Đấy. Loa thì nghe thì quá là phê luôn. Tại ngay app Lazada. Loa nghe hay lắm. Triệu điều cũng từ cửa hàng chính hãng. Loa nghe hay lắm. Đây loa nghe cực hay nha. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn đi tay hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy. LG G7 này thì là bản 1 sim nhá. Đấy. Đấy, tất cả sản phẩm mình sẽ và tất cả sản phẩm bên mình sẽ báo giá trực tiếp, thì các bạn thấy ưng sản phẩm bên mình thì các bạn để nhanh tay đặt, nhanh tay nhấc điện thoại lên và liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình để mua bán và giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Oppo F1 à gì nhỉ? Sorry các bạn, Oppo A3s ạ. Đây, tối nay thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con Oppo A3s nhá. ABS cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con này là màn hình hơn 6 inch, tràn viền tay thỏ tay chuột nhá. Đấy. Con này hình thức là máy đẹp là trên 90% ạ. À, con này khách dùng rất là dữ ạ. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.750.000 nhá. Đây 1.750.000. À, khách dùng rất là dữ ạ. Đẹp lắm, lau chùi đi gì như kiểu đẹp luôn này. Lau chùi đi rất là đẹp nhá. 1.750.000 sản phẩm Oppo ABS đấy ạ. RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Dùng rất là phê nhá, pin 4000 nhá. Đấy các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân thì rất là tuyệt vời ạ. Tại vì năm 2020 rồi, điện thoại rất là rẻ rồi, các bạn tội gì phải mua những sản phẩm mới làm gì đâu. Cũ như này mình thấy rất là ngon nhá các bạn nhá. Đấy. Oppo A3s này ạ, rất là rẻ nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình nay về được con Sony XZ nhá. Đấy, tối nay thì nhà mình về được con Sony XZ này. XZ này. Đấy. Con Sony XZ này thì cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Đấy, con Sony XZ này tình trạng là máy viền của nó, viền với lưng thì còn đẹp 90%. Còn màn hình thì nó bị hơi bị xước phẩy một chút nhá, hơi xước phẩy kiểu khách người thường dùng, người không dùng cường lực ấy. Màn hình hơi xước phẩy lông mèo một chút nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.400.000 nhá. 1.400.000 sản phẩm Sony XZ1 Sony Z1 nhá. Sony XZ đây, sorry các bạn là Sony XZ chưa? Sony XZ. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB ạ. Đây. Máy hình thức là viền, là viền với màn hình là đẹp 90%. Mặt kính thì hơi bị xước một chút đấy nhá. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB chỉ với giá 1.400.000, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhé. Đấy. Tội gì các bạn phải đi mua mới đâu, làm gì đâu. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con nhá. Tối nay thì sản phẩm nhà mình Z7 Pro thì hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con, một con màu gold và một con màu hồng. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.100.000 một con nhá. 2.100.000 một con các bạn nhá. Hình thức là máy đẹp là 90%. Hai con Z7 Pro này thì đẹp là 90% nhá. Một con màu hồng này và một con màu gold. Z7 Pro này thì hai con này là bản công ty. Hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng online, pin là 3K6. Nói chung là những sản phẩm Samsung Z7 Pro các bạn dùng đã rất là quen thuộc rồi. Nhiều bạn rất thích mua sản phẩm Samsung Z7 Pro để sử dụng nhá. Đây ạ, Z7 Pro đây. 2.500.000 một con, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Hai con, 2.100.000 một con các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Con này con Lot 5 này. À, con này Lot 5 nhá. Hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong.
Hình thức là máy đẹp là trên 90% ạ. Còn đấy, con lót 5 này đẹp trên 90%. Cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ con này là 32GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Con lót 5 này thì bên mình đang bán bạn ở giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000 màu gold ạ. Máy đẹp là trên 90% ạ. Lót 5 màu gold 2.500.000 cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 5 này các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Lót 5 đây. Đấy, Lót 5 thì nó có cái bút nhá. Các bạn viết lách tách rất là sướng ạ. Đấy. Đấy, các bạn dùng viết rất là sướng nhá. Lót 5 thì nó có bút nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 5 này các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Và hôm nay nhà mình về được con này, Samsung là gì nhỉ? Sorry các bạn, là con iPhone 7 này. Đấy, iPhone 7 này. iPhone 7 thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong iPhone 7. Con này là bản 128GB nhá. iPhone 7 con này là bản 128GB. Đấy, hình thức là máy đẹp là 90% các bạn nhá. Con này thì là hình thức là máy đẹp là 90%. Viền thì có phải phẩy đôi chút nhá. Đấy, viền zin nhưng mà phẩy đôi chút nhá. Đấy. Con iPhone 7 này bản 128GB này thì con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn nhé, nên các bạn yên tâm về sử dụng nhé. Đấy, con này thì mình đã thay pin mới cho bạn rồi nên là các bạn yên tâm về sử dụng nhé. Con này là bản 128GB, bên mình đang bán với bạn với giá là một à, gì nhỉ, sorry các bạn, là 3.500.000 nhé. 3.500.000 sản phẩm iPhone 7 bản 128GB này. Con này thì máy màu hồng, ví dụ mà các bạn nhà các bạn mà có bà xã hoặc là người yêu ABC các kiểu ấy, các bạn mua sản phẩm iPhone 7 này về các bạn tặng người thân rất là tuyệt vời. Đây, iPhone 7 này, bản 128GB nhé, bạn dùng cực kỳ là tuyệt vời nhé. Con này thì nó không to quá mà không nhỏ quá, cầm rất nhỏ gọn, rất là ok nhé. iPhone 7 128GB giá chỉ với 3.500.000 nhé cho bạn nhé. Đấy, rất là rẻ. Và đây là con 6S Bluetooth ạ, hôm nay nhà mình vừa mới về là con 6S Bluetooth này ạ. 6S Bluetooth này, con này là 6S Bluetooth, con này là bản 64GB nhá. 6S Bluetooth con này là bản 64GB ạ. Đấy. Con này thì mình cũng đã thay pin mới cho các bạn nhá. Con này thì hình thức cũng còn 90%. Vỏ thì cũng có phải phẩy đôi chút nhá. Đấy. Vỏ thì phải phẩy đôi chút ạ. Đấy. Con 6S Bluetooth bản 64GB này thì vỏ phải phẩy đôi chút này, hình thức là 90% này. Con này thì mình cũng đã thay pin mới cho các bạn rồi nhá. Đấy, bản 64GB đấy, 6S Plus bản 64GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.700.000 nhá. Đấy, 3.700.000 rất là rẻ cho bạn nhá. Đấy, còn phải được chút nữa thôi. Nhưng mà được cái máy zin nguyên bản nhá. Chỉ cái mỗi vỏ phẩy thôi nhưng mà máy zin nguyên bản. Bên mình đang bán cho các bạn là với giá là 3.700.000. Đấy, 3.700.000 rất là rẻ nhá. 6S Plus bản 64GB nhá. Tất cả máy vân chân vân tay đầy đủ nhá. Đấy, bản 64GB nhá. Rất là rẻ nha. À, và sản phẩm tiếp theo là nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Sony XZ1 nhá. Sony XZ1 đấy ạ. Đấy, hôm nay nhà mình vừa mới về được con màu hồng này. Đấy, Sony XZ1 thì con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Sony XZ1 đấy ạ. Sony Z1 đấy, con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Sony Z1 đấy ạ. Con này thì nó hơi bị chấm chấm tí phần quang thôi. Đấy. Bên mình đang bán với bạn với giá là 2.100.000 nhá, sản phẩm Sony Z1 nhá. Sony Z1 đấy ạ. Chip con này là chip Snap 835. Đấy, nên là các bạn dùng chiến các mọi loại game nhá. Bạn nào thích sản phẩm Sony Z1 này các bạn nhìn thấy hàng lần sớm nhất ạ. À, màu hồng nhá, rất là đẹp nhá. Đấy, RAM 4 bộ như 64GB, các bạn thao hồ lưu trữ nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 7 Plus ạ. Đây, iPhone 7 Plus, con này là bản Mỹ nhá. 32GB ạ. Đấy, iPhone 7 Plus, con này là bản 32GB nhá. Pin con này rất là bền nhá, pin con này rất là ngon nhá. Đấy. Pin con này còn 99% nhá. Đấy. Pin của này 99% luôn. Máy đẹp cũng hình thức 9899 luôn các bạn nhé. Con 7 Plus này thì máy đẹp là 9899 á. 7 Plus 32GB ạ.
quốc tế 32GB nhá. Bảy Plus này, quốc tế 32GB. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus quốc tế 32GB này, máy đẹp 9899 này, thì các bạn đến đây là mình là sớm nhất nhá. Đây, máy màu gold rất đẹp đi ạ. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn xem video của mình, các bạn thấy hay hoặc các bạn thấy đăng ký và thích sản phẩm bên nào bên mình ấy, thì các bạn phải đăng ký kênh, bật kênh chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại các bạn clip tối ngày mai nhá.